Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì quý vị khán giả cũng biết là hành trình đi tìm mẹ của anh Randy suốt cái thời gian dài 20 năm, và gần đây thì nhiều thông tin bà mẹ cũng như là anh em đi tìm nhưng mà buồn thay là không có trùng khớp. Thì hôm nay Phương Văn cũng xin mạn phép là chia sẻ cái trường hợp của chị, chồng của chị có một người em da màu như vậy, thì chia sẻ lên cộng đồng. Mong rằng là quý bà con xem được cái video này thì chia sẻ rộng rãi để cho những người mà có thể là đang theo dõi câu chuyện đó là mừng cho em Randy. Và nếu như trùng khớp thì niềm vui vỡ òa, còn nếu như không trùng khớp thì coi như là anh em. Và cũng có cái thông tin để cho những cái người mà em thất lạc khác biết đâu được họ tìm về, và họ cũng xin để làm xét nghiệm để tìm lại người thân của mình. Hello. Dạ em chào chị ạ. Dạ em là kênh Phương Văn đây chị ơi. Dạ thưa chị. Dạ hiện tại chị ở Mỹ hả chị? Dạ em ở California chị. Dạ thì em cũng có nghe thông tin là chị muốn tìm lại cái người thân cho mình đó. Dạ chị, em tính tìm người thân cho chồng em mà. Dạ cái câu chuyện của chị như thế nào chị kể cho em nghe coi. Tại vì hồi xưa thì em nghe con nhỏ em, bà già thì trước khi bà lâm chung thì bà có nói, bà già chồng em có nói chuyện với con nhỏ em nuôi đó, con gái nuôi của bà già em đó. Dạ. Thì là mẹ có đứa con da màu, nhưng mà mẹ bỏ nhà thương mẹ đi, lúc đó mẹ khổ quá, mẹ không có tiền để đóng nhà thương cho nên mẹ không biết làm sao mẹ bỏ đó, mà sinh ra là bỏ đi mất luôn ở ngoài Đà Nẵng á. Dạ. Thì chỉ nói vậy thì em biết vậy, nhưng mà giờ không biết ở đâu, không biết tìm ở đâu. Dạ. Dạ em cũng đã tìm một người rồi cho chồng em rồi, thì cũng đang ở đây, cũng ở Arizona. Dạ như vậy dạ. Thì trước đây ấy, là mẹ chồng của chị á là sinh ra mấy anh chị trước đó là người da trắng hay là người da màu? Da trắng. Dạ. Dạ, có một anh một em, một đứa em da đen là da màu đó. Dạ. Dạ. Trước đây á là mẹ chị sinh ra cái người đầu là chị hay là anh? Rồi tới chồng chị là người em hả? Người chồng của em á là người anh. Rồi sinh một đứa em nữa. Một đứa em rồi bà già sinh ra là cũng cho người ta ở nhà thương, người ta bắt về luôn chứ không có đem về nhà nữa, rồi bắt đầu người ta bắt về người ta đi người ta nuôi luôn. Mà qua Mỹ thì cái người đó cũng bỏ lên mạng đi tìm gia đình. Dạ. Cho nên là em đây em cũng đi bỏ lên mạng để tìm gia đình cho ảnh. Dạ. Thì cũng may mắn là tìm được một người em cho ảnh rồi, một đứa em gái. Dạ. Như vậy dạ, thì cũng... cái chị gái đó là người Mỹ da trắng, rồi chồng chị cũng là người Mỹ da trắng luôn hả? Dạ. Vậy là hai anh em đều là người Mỹ da trắng. Hai anh em hình như là cùng, nghe nói là cùng cha hay là khác cha. Con nhỏ này thì nó nói là khác cha, mà em lại không biết là cùng cha hay khác cha. Mẹ thì bà già thì bà nói là cùng cha. Dạ. Dạ, nhưng mà con nhỏ này nó tìm được cha rồi, nhưng mà nó nói là khác cha, em cũng không biết. Vậy hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà sau khi mà cho như vậy, chồng chị đi sang Mỹ rồi thì mấy thời gian sau rồi mới tìm được cái người em gái của mình, là hai anh em đều Mỹ da trắng hết đúng không? Dạ. Thì bây giờ cái thông tin mà chị nói là bà mẹ bà kể lại đó là còn một người em da màu nữa. Da màu mà không biết nó ở đâu, bà không có tìm được. Bà không biết nó ở đâu bây giờ, không biết nó ở đâu, không tìm ra được thôi. Dạ. Dạ. Mẹ chị mất lâu chưa?
Hình 2003 đó, năm 2003 đó. À, nếu mà tính Lâu tới lắm rồi, mấy tuổi, chục năm rồi. em cho em hỏi thêm thông tin, nếu mà tính tuổi tới bây giờ thì bà mẹ khoảng bao nhiêu tuổi rồi chị? Bà mẹ giờ là cũng hồi lúc bà chết thì sắp mấy tuổi đó chị, Dạ. thì chúng tám mấy rồi đó, Dạ. À, thời điểm giờ là 80 mấy tuổi rồi. tám À. mấy không biết, sắp mấy, 2003 thì giờ 2021 là 18 năm phải không, 18 năm rồi. À, thì cũng 8 mười hơn tám 80. năm Dạ, hơn khoảng hơn 80. 80 rồi đó. Dạ. Dạ. Thì chị có nghe em gái nuôi á kể lại cái thông tin mà khi bà mẹ kể gì thông tin về em bé da màu đó không? Chị kể cho em nghe coi. Con đứa con da màu á hả? Dạ. Thì bà già bà nói là đứa con da màu á, nhỏ em gái nuôi nó nói là đứa con da màu á là bà vừa sanh ra, nhưng mà là bà thấy bà không có tiền để nuôi, với lại bà không có tiền đóng nhà thương bệnh viện, cho nên bà bỏ đó, bà bỏ nhà thương xong bà bỏ bà đi. Dạ. Bà sanh ở Đà Nẵng, bà sanh đứa con đó ở ngoài Đà Nẵng đó, là quê của ngoại đó, quê Dạ. ngoại đó, quê của ba má của bà già đó, bà già chồng đó, Dạ. ở Đà Nẵng. Dạ. À, có thêm cái thông tin mà mẹ có kể là có đặt con tên gì và cái năm sinh của Dạ không, anh. dạ không, không. Không có thông tin. Dạ. Dạ không. À, cũng không biết tên mà năm sinh biết không? Có ai biết Năm năm sinh sinh? thì bà già thì không có nói, không biết. Vậy hả? Chỉ có biết thông tin là sinh Dạ. ra em bé da màu thôi. Dạ. Dạ, sanh đưa em bé ra da màu rồi bỏ nó rồi đi thôi, chứ không có đặt tên nữa. Vậy Không biết hả? tên gì nữa, cho nên là bà già mà khi còn sống thì bà già nó giờ nó không biết nó ở đâu, mình không biết tên, không biết nó ở đâu nữa, bây giờ đâu có đi tìm được đâu, bà cứ khóc hoài thôi. Dạ. Chị cho em hỏi nè. À, anh Randy thì anh sinh năm 71, mà chồng chị á thì sinh năm khoảng sinh năm bao nhiêu? 69. À, 69 hả? Nếu mà anh Dạ. sinh năm 69 thì anh Randy sinh năm 71 thì hợp lý đó nha. Ủa? Ông chồng em sinh 69. Ủa vậy chị có nói là còn một cái người em gái nuôi mà người Mỹ da trắng đó thì là em hả là chị? Cái đó em không biết em hay chị, em không biết. Vậy Cái đó hả? em không biết em hay chị. Nhưng mà sanh ra là bỏ bệnh viện, mà bà không phải là bỏ bệnh viện, nhưng mà cho cái người bạn thân đó, Dạ. cho cái người bạn thân có tiền giàu có, cho nên cho người đó nuôi, Dạ. rồi cái người đó mới bê từ cái nhà thương về nhà nuôi cho đến lớn, đến 1 2 tuổi gì mới dẫn đi qua Mỹ đó. Dạ. Còn Dạ. còn chồng chị thì ở lại với mẹ được tới lớn hả? Chồng chồng em thì ở lại với mẹ cho đến lớn, Dạ. em nghĩ là cái người đó là người chị. Vậy hả? Tại vì cái thông tin như thế này nè chị, nếu mà chồng chị sinh năm 69 mà có một đứa em nữa Dạ. thì nó không phù hợp với anh Randy. Tại vì chị 69 thì tới 71 thì chồng chị rồi tới anh Randy thì đúng. Còn cái người mà kia thì phải là chị chứ không thể nào em được. Cái người kia em nghĩ chị chứ không phải em. Dạ. Tại vì bà già sanh ra đã cho rồi, còn ông chồng em là ở lại với mẹ. Ông Dạ. chồng ở lại với mẹ là bà mẹ nuôi cho đến lớn, rồi khi lớn lên rồi bắt đầu là bà mẹ cũng đưa cho cái gia đình của cái người kia để đi đi làm, giống như là đưa người ta để ta cho tiền để sinh sống ở Việt Nam vậy đó. Dạ. Cũng khổ mà, cho nên là mới đưa cho người ta để người ta sinh sống, người ta cho tiền để bà già sinh sống vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi Rồi sau đưa này hết thì gia đi đình người Mỹ. đó qua đây. Dạ. Dạ. Rồi tới khoảng bao lâu thì chồng chị đi sang Mỹ? Khoảng anh bao nhiêu Ông tuổi chồng anh em mới sang sang? Mỹ là ông chồng em qua bên Mỹ là năm 91 á. Dạ. Lúc đó cũng đi theo Dạ. diện người con lai đi phải không chị? Đi theo diện online, đi nguyên gia đình của cái bà kia kìa, chứ không có đi một mình ảnh. Cái bà kia mới làm giấy tờ rồi là ảnh là làm con vậy đó, rồi đi nguyên gia đình hết 9 người lận. Vậy hả? Dạ. Dạ. À, thì lúc đó là mẹ chị không đi. Mẹ chị không đi được hả? Không, mẹ chị mẹ mẹ chồng không có đi, là tại vì mẹ chồng khổ quá không có tiền làm giấy tờ cho con để đi chung. Dạ. À, Dạ. à.
Rồi sau cái thời gian mà qua Mỹ đó, cái thời gian sau thì chị mới đi tìm cái người chị gái đó cho chồng chị. Không, em mới tìm đây là cách đây 2-3 năm thôi, mới tìm đây thôi. Chứ hồi xưa giờ em không có tìm, mới 2-3 năm này sau này em nói thôi anh lớn tuổi thì để em tìm gia đình cho anh. Đây cũng ở sống mình đây thì cũng buồn, có anh có em thì cũng được, nhưng mà em tìm được người đó rồi. À, thì bây giờ còn một cái thông tin là một người da màu nữa, nhưng mà hôm trước thì em cũng có nghe cái thông tin là chị em gái nuôi của chị á là nói cái chị gái mà tìm được á là chị của chồng chị chứ không phải là em, chị đầu, Chị đầu đúng rồi, chứ không nghe phải là nói là em. Cho nên là em mới muốn hỏi lại chị cái thông tin là tại vì chồng chị sinh năm 69 thì anh Randy sinh năm 71 thì cách có 2 tuổi thì nó đúng hơn, còn nếu cái chị kia là em gái thì không phù hợp. Nhưng mà không, cái em người nhớ kia là là không biết em hay là chị em không biết, nhưng mà đẻ ra là cho rồi. em nhớ là bữa trước em gái nuôi của chị á có nói là Mà cái người đó thấy già lắm, thấy lớn hơn ông chồng em nhiều, đi tìm thấy là cứng người. chị gái chứ không phải là em gái, mà tìm được bên Mỹ rồi, là hai anh em đều Tìm cùng được là rồi. người người Mỹ da màu, người Mỹ da trắng hết. Bây giờ còn một người em da màu nữa thì gia đình chị cũng mong muốn là đi tìm. Thì cái thông tin mà em nuôi của chị á là có nói là có những cái nét tương đồng với anh Randy lắm, cho nên là Giống có cái mối giống mẹ. nghi ngờ anh Randy là giống mẹ. Cho nên là có mối Đúng nghi rồi. ngờ, thành ra là cũng mong muốn làm xét nghiệm, biết đâu được là cái thông tin đó nó trùng khớp, rồi tìm lại cội nguồn cho anh Randy cũng như là chồng chị là người Mỹ lai da trắng, mong tìm lại một đứa em mà mẹ đã kể đó, là một đứa em da màu đó. Thì bây giờ nếu mà chị ở bên Mỹ á, thì nó sẽ thuận lợi hơn là để em xin phép anh Randy có những cái thông tin cho ảnh, thì nếu mà lấy mẫu móng tay hay là như thế nào đó để liên hệ với anh Randy rồi cho những cái thông tin. Còn nếu mà những người mà hiện tại ở Việt Nam á chị, thì anh Randy ảnh cũng có gửi cái mẫu ở Việt Nam rồi, thành ra ai mà có thông tin mà tương đồng á thì xét nghiệm ở Việt Nam. Còn nếu bên Mỹ thì chắc có lẽ là em liên hệ để anh Randy xét nghiệm bên Mỹ coi nó thuận lợi hơn. Đúng rồi chị. Bên Mỹ này xét nghiệm nó thuận lợi hơn. Thì hồi trước em cũng đi xét nghiệm cho ông chồng em ở bên Mỹ mà. Em đi hết chỗ này chỗ kia để xét nghiệm cho ông chồng em mà. Cái này em hỏi thông tin thêm thôi chị. Hồi đó là chị đi tìm chị gái cho chồng chị đó, thì tìm 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 lâu không? Có nghĩa là mất nhiều thời gian không? Qua nhiều người không hay là Không, cái này không có qua nhiều người, em chỉ bỏ lên cái family tree đó, là cái swap á, mình swap vô cái trong cái miệng mình á, xong rồi mình bỏ vô cái envelope mình gửi đi. Xong rồi cái đó là tự vì ông chồng em thì ông cũng không muốn làm, nhưng mà con gái em mang định ý đó, em nói thôi con làm đi, con cũng là cái máu của ba, thôi con làm đi, con đi tìm em gái cho ba đi. Thì cái máu của con gái em với lại trong chồng em này cũng là một máu, nên đi tìm đó, tìm được em của nó đó, thì thấy thì cái xi đó thì giống mẹ, đen, xi đó thì đen, nước da xi thì ngăm ngăm giống mẹ lắm. Chị gái chứ, chị nói là chị gái chứ không phải em gái. Chị gái đúng Chị gái. rồi. Em cứ quên hoài. Chị gái. Thì Chị gái. thôi em cũng biết cái thông tin này, em cũng cảm ơn gia đình của chị Thì để nói lên cái sự chị việc cho anh này. Randy, thì hỏi anh Randy đi, ý kiến của anh Randy đi, thì muốn thử thì sẽ liên lạc em. Cái số phone em á, chị cho cái số phone em cho anh. Chị có số phone em mà phải không? Có ạ. Thì cái thông tin này thì em sẽ chia sẻ và em xin phép cái ý kiến của anh Randy, rồi sau đó là mình sẽ tiến hành ha chị ha. Cũng dễ dàng thôi, nếu mà trùng khớp thì cái niềm vui phải nói là vỡ òa, còn nếu mà không trùng khớp thì biết Có đâu được thì anh một em người giống như bạn bè vậy thôi.
giống như anh em bạn bè mà biết đâu được một người em da màu nào đó ở Mỹ hoặc là ở nước nào đó thì ngày xưa cũng thất lạc như vậy, thì họ để có cái thông tin để họ mong muốn là họ đi tìm, biết đâu là được chị nói ra là giúp được rất là nhiều người. Ví dụ như anh ra đi trùng khớp thì quá ok đúng không, còn không trùng khớp thì nhiều thông tin người khác họ cũng muốn tìm lại anh em đó, mà họ đâu có cái thông tin, họ đâu có biết làm sao họ tìm được đâu. Cho nên là cái thông tin nào hiện tại thì Phương Văn cũng như là tất cả anh em đang đi hỗ trợ thông tin cho anh Randy đều rất là cảm ơn quý khán giả trong và ngoài nước. Tại vì tất cả cái gia đình mà nói lên cái thông tin á thì mới có cái thông tin đi tìm, còn nếu mà âm thầm là sợ e ngại rồi không biết đắn đo, không biết trùng hay là không trùng khớp và vân vân, thành ra những cái thông tin đó mà giấu kín thì thật sự là không ai biết. Và biết đâu trong những gia đình đó là người thân của anh Randy, là mẹ của anh Randy thì sao. Cho nên là các anh chị mà nói lên vậy thì em cũng cảm ơn rất là nhiều, thật sự là cảm ơn để giúp đỡ cho anh Randy có cái thông tin. Dạ chị, tại vì em á, em thì em không muốn mà nghe người này người kia nói thấy người ta có tiền quá rồi thấy sang bắt hoàng làm họ ha này kia, cho nên em thấy em sợ lắm. Chứ nhỏ em gái nuôi đó nó cứ nói mà em năn nỉ, nó năn nỉ em hoài, nói chị ơi chị làm ơn lần nữa đi, chị làm lần rồi giờ chị làm ơn giúp lần nữa cho nên bốn đi. Thì thực ra là chị cũng đi tìm một lần rồi, mấy chục năm anh em xa cách mà sang bên Mỹ mà chị tìm được cái người chị gái cho chồng chị, là hai anh em đều người da màu da trắng Mỹ Lai hết. Thì bây giờ xá gì còn một người em da màu mà mẹ Lâm Chung bà kể như vậy, thì thôi chị cũng cố gắng để đi tìm, biết đâu được là trùng khớp thì cũng giúp đỡ cho anh Randy, và cũng một phần là tìm lại người 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 em của chồng chị, Người thân cho anh. dạ người thân cho ảnh dạ thì chị ảnh em cũng của vui. chồng em dạ dạ giờ mẹ dạ mất tự dòng rồi chồng thì giờ em là còn sinh chị năm em. 69 đó. dạ dạ à, 69 thì anh Randy sinh năm 71 thì nó phù hợp đó chị, nó phù hợp với cái tuổi dạ tác. Thôi thì lần này chị cố gắng hen để em liên lạc với anh Randy, rồi sau đó là những cái thông tin gì thì em cho chị biết, rồi sẽ xác nhận dạ bên Mỹ thì nó thuận lợi hơn ha. dạ dạ đúng rồi chị, dạ em cảm ơn chị Vân nhiều. Như vậy thì em cảm ơn chị rất là nhiều hen. Rồi bây giờ em sẽ làm cái video này em chia sẻ lên cộng đồng mạng ha, rồi có những cái thông tin em liên hệ với anh Randy, rồi sau đó sẽ em sẽ liên lạc với chị để tiến hành xét nghiệm nha chị ha. Dạ dạ ok chị, dạ ok dạ rồi dạ em em cảm cảm ơn ơn chị chị Vân. nhiều. dạ Vậy em chào dạ chị ha. dạ dạ em chào chị. dạ